Dạ thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị lắng nghe cô thôn nữ ở trong căn chòi bỏ hoang ở miền Tây hát. Đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bạn hữu, giờ giàu sáng quên kẻ thâm giao, còn thương tiếc cho nhau. Bạn xa ta, tình cũng xa ta, nên trong đêm thôi thôi một mình soi mong đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngời lên đôi mắt. Đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn Hay quá. còn. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên trắng đêm thôi thôi một Trời mình. ơi, hay quá. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn Hay chờ. quá, đang đàn giống ca sĩ thiệt. Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Nghĩa trở lại thăm cô thôn nữ một mình sống trong căn chòi bỏ hoang ngoài ruộng. Và hai clip vừa rồi Nghĩa có chia sẻ thì được rất là nhiều mạnh thường quân quan tâm, cũng như là các cô chú anh chị cũng có comment. Thì hôm nay Nghĩa xuống đây cũng như là trao một ít quà tới cho chị, tìm hướng mà giúp cho chị tốt nhất có thể cô chú anh chị. Bây giờ em xin mời cô chú anh chị vào bên trong. Là hồi nãy thì em mới thấy chị đang ngồi ăn cháo ở bên trong á, thì bây giờ mới vừa ăn xong á, rồi em sẽ quay hình rồi em sẽ hỏi thăm rồi chia sẻ tới cô chú anh chị. Em chào chị. Dạ. Nay chị đi đâu mà mang ủng vậy? Trời mưa, qua mưa dữ lắm. Dạ. Em có một ít chôm chôm thấy ngon quá mua tặng chị á. Cảm ơn em. Dạ. Chôm chôm ngon lắm á. Chôm gắn mít cái nha. Rồi tối qua chị ngủ đâu? Nằm ở ngoài mé đường á. Sao ngủ đây? Mưa dữ lắm. Mà mấy nay gió gãi cây điểm mục hết rồi. Dạ. Chị đổ nước xuống không chị? Rồi chôm chôm chị để anh cái kệ đỡ đi. Rồi, tối qua mưa lớn lắm hả chị? Dạ. Mưa. Trời ơi. Nào cũng. Mưa vậy là lúc mà mưa xuống chắc nước nó trôi nhiều lắm luôn á. Trời. Lạnh mà muỗi dữ lắm. Ở đồng muỗi dữ lắm. Hôm nay em thấy là chị hơi là giống như là mưa nhiều quá là đuối hay sao vậy? Thức khuya á, nó mình kiểu mình thức khuya với lại. Người chị nó Dạ. hơi lờ đờ xíu á. Dạ. Là tối qua chị ngủ đâu? Mấy đường. Mấy Mưa. đường là Dạ. có cái chậu nhỏ đó, hả? Dạ. Mưa nhiều quá rồi thức không hả? Mưa không, mưa thì nằm ngủ không có ướt rồi ngủ được, còn nó mưa rồi thôi mấy người nó tạt ướt tùm lum hết nè. Là hiện tại là chị một mình là chị sống hai cái chòi hay sao? Dạ mấy mình che đỡ thôi. Che đỡ ngoài lộ hả? Dạ, chứ không có trú được luôn, không mưa là chạy vô. Yep. Có ban ngày mình về đây nè. Tối ngủ ngoài lộ. Dạ, tối ra ngoài lộ nằm. Sao vậy? Chú ở đây đồng trống rồi ngoài đường xe chạy bà con đây ta nói tụi ở đâu lại không chích này kia, lại mình cũng phiền phức mình cũng không dám rủ nó vô, rồi nó biết nó vô nó kiểm tra mình đột xuất nữa. Giống như mấy nay biết thì chị cũng có một ít tiền sợ ha. Dạ đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy luôn á. Nên là có cái chòi mà hổm đi tuốt mà kia em thấy có cái chòi hả, dạ, là chị đúng ở chỗ đó đó hả? rồi. Dạ Có đúng cái rồi, võng đúng không? có cái võng bỏ xuống á. Chạy ra đó mình nằm ngủ, hả mưa thì còn chạy vô trong thức Đó. không à. Dạ chị dẫn em đi tham quan lại lần nữa chị. Dạ. Sau cơn mưa đêm ngày hôm qua Dạ. là tối thì chị không dám ở đây. Dạ. Ở ngoài lộ đây có gì mình Bà con ở đó nó đông. Xe cộ qua lại mình cũng không có sợ hả Dạ chị? đúng rồi, kiểu như có người ta vui á. Rồi mình có gì mình nhờ cậy người ta ngoài đường á. Dạ. Rồi sẵn đó có anh em bà con của mình tới mình cũng gặp ở chỗ đó cũng cũng dễ nữa. Mỗi lần chị đi là chị đóng cái cửa lại vậy hả? Làm cái cửa hiện tại. Cái cửa hả? Đóng cũng như không luôn hả chị, mà đóng quen ha. Dạ đóng quen anh để vậy chứ mình cũng vững vững được chút. Cho biết là mình vắng nhà người ta cũng Dạ. không không vô ha, Dạ nhưng chung. mà lỡ người ta muốn vô tôi cũng vô luôn. Dạ anh đi đi tút Người ta muốn vô thì giỡn ra vô. hết á. Dạ cái gì anh làm để mà yên tâm thôi chứ không có cái gì để làm cái cơ.
Dạ. Thôi chị ra đây ha, hai chị em mình nói chuyện xíu. Dạ. Đi ra ngoài đây cho mát nè, cầm chôm chôm theo ra ngoài ăn luôn. Chị, rồi chị đi trước đi. Bây giờ em với chị đi ra ngoài chỗ này ăn đi, cho nó đúng là cay cho nó mát. Mà con đó thấy kim chích nó dục mình lum hết à. Ở đâu? Ở đây nè. Có hả? Dạ. Thì nó dục á. Nhưng mà giờ còn không? Còn. Còn á gì không? Xảo vậy. Mà bà con này ta lụm ta đốt bớt, nó dục bớt. Dục ra dục xuống này. Dạ. Mà cũng nhiều lắm. Vậy mình ngồi chỗ nào mà trống trống xíu chị. Mình ngồi ở ngoài trống đi. Dạ. Rồi, đúng rồi. Trời ơi. Má không? Trời ơi. Tư tưởng. Dạ. Chị ăn chôm chôm đi. Em anh đỡ khác. Dạ. Em mời chị á. Dạ. Nè. Em trả luôn ha. Dạ. Anh đỡ khác. Dạ. Cái đó, để gì đó đẹp. Cái này em biết sao không? Ở bên đâu, mấy đâu mà có vườn chôm chôm á. Tại Bến Tre chị. À, đúng rồi, mình vô đó mình ăn không à, không cho sách ra, nhưng mà vô vé chỉ có 10, 15 ngàn vậy. Rẻ lắm. Chị biết không hả? Ừ, ai mà thèm cái cây vô là được. Dạ, em mời cô chú anh chị nha. Mời chị nha. Dạ. Ngon quá. Chôm ngon. Dạ, chôm chôm hình như chôm Thái hay sao chị? Ngon. Và tới giờ là bao lâu rồi chưa ăn chôm chôm chị? Mấy năm nay không có ăn, mấy năm luôn. Mấy năm luôn á hả? Có lâu lâu mấy người bán nhãn á. Dạ. Người ta cho nhãn rụng mấy trái vậy thôi. Dạ. Lâu dữ lắm mới có ăn. Mà chịu cực đi kiếm. Dạ. Chị cứ ăn bình thường nha. Rồi nãy cháu đâu ăn vậy? Có mấy đồng mấy anh chị cho đó, mình mua của cháu có mì nhưng mà cũng cháu đến vậy nước. Dạ. Dạ. Ăn thoải mái đi nha, cái này em mua tặng cho chị hết luôn á. Dạ. Ăn. Dạ. Ăn nữa hả? Dạ. Nhưng mà chị ăn quá hết. Không hết hả? Dạ. Con ký rưỡi hả? Đi nghe thấy người ta bán chôm chôm ngon á, người ta bán chùm gì đó. Dạ. Em mua chùm luôn. Dạ. Em mời cô chú anh chị nha. Mình có lúc ở đây mình thèm trái cây á, đi kiếm không ra. Mấy cái trái mà trái độc lưới á. Dạ. Trái độc lưới mà bao nè, nó vàng vàng á. Dạ. Cái bao á ha. Ừ, mà ăn luôn cái hộp nó luôn. Ngọt ngọt chua chua nuốt trọng luôn. Chùm bao á. Dạ. Chùm bao hay gọi còn gọi là nhãn lồng á. Nhãn lồng. Ừ, không biết cái tên của nó, biết cái chùm bào thôi. Dạ. Đi kiếm được mấy đó ăn. Có bữa không có cơm ăn, ăn vậy no luôn. Ăn vậy luôn á hả? Dạ. Thiệt, cái bữa mà giờ bà con sợ bệnh, người ta đóng cửa hết rồi, cái mình đói. Dạ. Dạ, khổ là đói. Cái mùa dịch hả chị? Dạ. Là cái mùa dịch là chị đi vô trong đây là hái chứ chùm bào nhãn lồng này ăn không dạ, vậy đúng hả? Rồi. Trái nó hả? Dạ. Nói chung là trái gì ăn được là mình bẻ. Rồi bông súng bẻ ghi mình ăn không, không có lửa cái gì cũng ăn không. Rồi. Dạ. Rồi chị lúc chị khổ vậy rồi chị có nói con chị biết không? Có. Biết cũng tới là thăm mẹ. Mà nói giờ con cũng khổ. Nói con đi kiếm gì mà được lớn hơn nhỏ gì, ví dụ 10 ngàn con cũng cho nữa. Dạ. Có bữa cũng 10 ngàn túi cũng cho mà ít có cho tiền. Mua đồ ăn cũng kêu ăn mà. Dạ. Nhớ không có cho tiền. Vậy có bữa cho cũng được 100-200 mà không có lâu lắm á cho được, còn thường thường là mua bánh với mua nước á. Yeah. Ăn vậy đó. Tại vì con của chị cũng còn nhỏ, công việc cũng chưa ổn định. Dạ đúng rồi. Với mình ở vùng quê thì kiếm tiền thì lâu lâu mới có một lần chứ không phải là đều đều. Dạ. Trai nữa nó khổ, mình cũng khổ theo. Mình khổ mình không lo được rồi giờ nó khổ rồi mình khổ theo á. Mấy nay đi đâu mà cái trán bị trầy vậy? Chui trong cái chòi á. Vậy hả? Dạ rồi chui vậy nè, lũi 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 đi cái đi tới á, cái đụng trầy có miếng. Dạ. Dạ. Cô chú anh chị thấy bữa nay em với chị ngồi có view đẹp không? Ừ. Ở đằng xa là hai bên là cây tràm không à, mát mẻ luôn á. Chỗ này ngồi mát hơn trong nhà chị luôn á. Dạ đúng rồi. Ủa mà chị là chị định đi bán rau hay là chị đi bán giấy số đó, hợp lý hơn chị? Chị suy nghĩ kỹ đi. Mình phải bán rau tươi.
bánh rau tươi á hả? Dạ, mình khoái bánh rau tươi, nhưng mà có người góp ý nói đi bán vé số đi cho nó nhẹ nhàng chút. Người đã nhỏ con rồi, nhiều khi mệt rồi rau khiêng không nổi, ế ăn không hết luôn. Thì đó em cũng dạ. Suy nghĩ giống vậy. Dạ, đúng rồi, mình cũng nghe người ta nói vậy, em cũng hớn thì thôi. Ngày cầm ít vé số đi vòng vòng mình bán cho bà con cái kiếm tiền lời cũng được. Dạ. Dạ. Tại vì mình ở một cái vùng quê như thế này nè, dạ. Mà mình bán rau thật sự rất là khó bán luôn á. Dạ. Đúng rồi. Tại vì rau bà con có thể là đi vô ruộng kiếm, giống dạ. Như ở đây nè, em có thể đi một xíu là về em ăn no nê luôn nè. Dạ. Chẳng hạn như là cỏ rau rau dền nè, rau dịu đúng rồi, rau dịu này đúng ngon luôn á. Thôi rau này ăn mát dữ lắm. Dạ. Dạ. Rau dịu, rau đắng nhiều lắm luôn, dạ. Chạy dài trên đường này nè. Dạ. Tại không biết chứ mình ngắt chừng vài bao đọt mình nấu canh á. Dạ. Nó ngọt nước rồi lắm. Dạ. Ngày xưa chị khổ cũng khổ từ xưa, nhưng mà mình bẻ rau này nè, không có niêm đường một ngọt gì trơn. Nó cũng ngọt. Dạ. Cho miếng muối rồi. Cho miếng muối vô là vừa ăn dữ lắm. Dạ. Ngon lắm rau này nè. Cái hồi mà em còn nhỏ em cũng hay đi dạ, bức này ăn lắm. Dạ. Mình ở miền quê mà giờ nó mọc ít đó chứ. Dạ. Ngày xưa nó có nhiều. Dạ. Mát đất hay sao á. Còn giờ kiếm lâu lâu mới có một bụi. Dạ. Mà chị biết bán vé số không? Cũng biết thì cứ lấy đủ tiền của người ta đưa là được rồi. Dạ. Ví dụ như một tấm 10 ngàn. Một tấm 10 ngàn thì mình bán đưa người ta thì người ta lấy bao nhiêu thì đưa bao nhiêu. Dạ. Nhưng mà ở đây người ta người quen không, người ta thiệt tình. Ví dụ mình bán người quen vô nhà vô sớm mà người ta mua có bữa trúng có bữa không trúng. Mà em biết không, bán vé số mình nhiều lúc hả, bán hoài không có ai trúng á. Chưa vô bán không dám vô mời luôn. Dạ không sao đâu. Không dám vô mời người ta luôn. Không biết ngại là, ha. Dạ, cái người ta nói trời ơi gì đâu mà vé số gì mua giờ bỏ đầy bao rồi. Cân tiền thì cân vé số nặng hơn cân tiền luôn nữa. Dạ. Mà không thấy trúng gì hết trơn. Trời ơi, cái có người á bán ế quá. Nên không lẽ giờ mình thầu chiều là coi như không trúng là trắng tay lỗ. Dạ. Thôi năn nỉ người ta không bán thiếu rồi rủ đâu. Mình tham thì thôi. Người ta thiếu mà người ta chiều người ta trúng cũng có vốn lại. Dạ. Theo bán em á chị. Dạ. Với mấy nay cũng có mấy cô chú mà anh chị Mạnh Thường Quân cũng có nhắn nhủ với em á. Dạ. Theo em là chị đi bán số sẽ hợp hơn á. Dạ. Ví dụ như chị bán 1.100 tờ thì chị cũng có 100.000. Dạ, chứ mà mình bán rau chưa chắc là một ngày lời được 100.000 đâu. Dạ đúng rồi. Với hai nữa là chị đi bán số vậy trong khi bà con thương cũng cho chị cơm nước này kia. Dạ. Dạ đúng rồi. Bánh ăn. Dạ đúng rồi. Thường ngày cái đoạn đường của chị đi từ cái chòi tới cái chợ mà xin đồ ăn á. Dạ. Chị đi bán số luôn. Dạ đúng rồi. Chị thấy sao? Thì mình cũng nghĩ vậy, nhưng mà mình nghĩ thì làm là được rồi, nhưng mà lúc mà bán thì bán thử đi chứ không biết chứ. Bán thiệt luôn, cố lên. Thì mình đi bán thiệt thử coi sao chứ. Dạ. Chứ nhiều khi nó trục trặc này kia mất vốn mà nào không hay luôn. Mà được không? Mà sao cho thường bán thử thì mình thử cứ nói có lúc mà nói không vậy nè. Cái lúc mình nói trời ơi anh bãi anh tám gì đó lâu quá mới gặp mua giùm em, ủng hộ em tàu biết đâu chiều vô đặc biệt đổi đời đó, cái bắt đầu mời ổng không nói trời ơi giờ mua trong túi rồi mà giờ mời về hạ bỏ cũng không được, cũng phải mua đó. Nói biết đâu người ta bán có duyên người ta trúng mà không số nào trúng chứ, xin miễn có trúng rồi trúng 100.000 chiều lấy lợi vốn cũng không lỗ cũng được nữa. Yeah. Đó thì bắt mình mời nó là vậy đó, chứ giờ ví dụ như còn người quen quen lại mời chị ơi giờ chị không mua thôi chị đổi em cái bánh hoặc là cái này kia ăn khỏi bỏ vốn mua cũng dạ. Được nhưng mà dạ. Chị là đi bán số thôi, chị đừng có đổi giấy số nha. Dạ. Tại vì bây giờ ở ngoài đường nhiều người ta tinh vi á, người dạ, ta làm số giả để đổi để lấy tiền chị á. Dạ có luôn á. Chị chỉ bán thôi, chị đừng có đổi số nha. Ừ. Nhưng mà thấy người nào hiền á, trời ơi ở quê mình cũng có nhiều người khổ, người ta cũng bán cầm số vậy cứ quay qua vậy. Quay lại vậy mà số có để ép bụng không à. Yeah. Dạ, mà mình nói trời ơi mình rồi bán vậy rồi không ai mua rồi sao chịu nổi. Mà cái người đó thì người ta buồn buồn á, người ta không khổ nhưng mà có người lo, nhưng mà người ta buồn không có việc gì làm á. Yeah. Đứng cái cầm số quay qua rồi quay lại ngó bà con thôi chứ không có mời luôn á, ai muốn mua là kêu à vậy đó. Yeah. Đẹp không? Dạ, giống như một nắm vậy cũng đỡ. Một nắm đều vậy cũng đỡ. Dạ dạ chị ăn đi.
Chị ăn thoải mái đi, còn nhiều lắm, ăn hết đi, mua thêm thêm chùm nữa. Rồi vì... mùa trong chơm á. Dạ. Mùa đầu tiên là trái ngọt lắm. Dạ. Rồi bây giờ là chị thấy công việc bán số được không? Chứ em thấy bán rau cũng không ổn lắm á chị. Dạ đúng. Rau bán là thứ nhất là khó bán vì ở dưới quê bà con mình rau rất là nhiều. Dạ đúng. Thì mình nghĩ là thứ nhất là mình bán rau mà có vốn là mình lụm thêm mớ rau nhà vườn ra mình bán nữa, cái nó rẻ tiền, không có vốn, không bỏ công chút xíu nó lời hai được hai ba đầu á, mình nghĩ vậy đó. Dạ. Bói thêm mớ vòng vòng như bông súng mình lấy chừng 5-6 cộng mình bán cũng được 5-6 ngàn. Dạ. Có khi 10 ngàn một luống, một cuộn nhà nó quấn rồi chứ, làm cuộn thì cũng được 10 ngàn, người ta ăn để người ta trị bệnh cũng có nữa, ta ăn theo rau vườn cũng có nữa. Dạ. Em có Mạnh Hùng Quân cũng muốn giúp nhà trọ cho chị ở á. Dạ, dạ. Ừ, không biết là cái cuộc sống của chị từ hồi xưa giờ á, là chị ở ngoài đường tới giờ là lâu chưa chị ha? Cũng nay cũng 4-5 năm rồi. 4-5 năm mà chị ngủ gì không á hả? Dạ. Ừ, thế vậy nó thoải mái, nó không phiền phức dai hết. Dạ. Còn bây giờ mà thuê phòng trọ chị ở không được hả? Dạ. Tại vì mình nó ngợp chị lắm. Dạ. Vô đó bốn cánh cửa đó bít bùm, mình ở ngoài thoải mái hết thở quen rồi. Dạ. Rồi mà vô phòng trọ bữa mình có vô lần là khu nói kính bít là mà vô nghe ngột ngạt sao đâu á. Dạ. Dạ. Rồi thôi nữa. Không nghe nó không khỏe thôi đi ra. Dạ. Dạ. Chứ tại vì cái cuộc sống của chị là chị sống hồi xưa giờ quen rồi. Dạ. Chứ mình là người miền Tây, mình sống kiểu hồi xưa mình có nhà ở gì quen á. Dạ. Rồi giờ mình dựng chòi tuy là khó khăn vậy nhưng mà lâu lâu cũng được cái sự thoải mái mát. Dạ. Mẻ đúng không? Đúng rồi. Nên là bây giờ em muốn phòng trọ thì chị ở không được đúng không? Dạ. Dạ. Thì em cũng có Mạnh Thông Quân muốn giúp đỡ chị á, nên là em hỏi. Dạ. Chứ làm sao nữa mà em thuê phòng cho chị. Để mình ngủ chòi vậy đi. Yeah. Chứ giờ trọ mình vô rồi mình đi ra cũng không được bao lâu thời gian nữa. Yeah. Tốn kém gì lắm. Yeah. Chị ăn đi. Yeah. Chị ngủ chòi nhưng mà chị cũng phải là cẩn thận tiền bạc. Rồi cẩn thận có người lạ vào nữa. Yeah. Là rồi. Cái chòi này xưa giờ là chị cũng ít ngủ ban đêm lắm hả? Dạ. Yeah. Cũng ít, có khi nào mà có mấy người chăn dịch đó. Dạ. Chăn dịch ta tới ta thả đồng rồi mình ở lại coi phụ dịch ta luôn. Dạ. Cái ta có gì ta cho mình ăn mấy cũng có nữa. Dạ. Rồi, canh chờ họ thả đồng á. Vậy là bây giờ là tối nào chị cũng ngủ cái chòi ngoài lộ á hả? Dạ đúng rồi. Nằm mé sông á. Dạ. Em ngủ mát lắm. Rồi từ đây chị lội bộ lên đó xa không? Cỡ 10 phút rồi tới. Là bỏ 10 phút luôn. Dạ, đi 10 phút mà đi từ vừa đi vừa kiếm ba chai á. Dạ. Cũng cỡ 10 phút tới. Dạ. Rồi tiện qua rồi cắt chỗ bí mật chưa? Ôm bụng. Trời, nói ra chứ vậy. Dạ. Mà, chứ giờ người đâu của đó giờ không có cái gì cắt hết. Dạ. Rổ vô mất cái rồi. Rồi ví dụ bây giờ em mà cho tiền chị nữa rồi sao? Cũng ôm theo vậy nè. Ôm theo hả? Dạ, ôm theo vậy nè. Rồi ví dụ mà em mà giúp vốn cho chị bán số rồi chừng nào chị bán số? Bán liền luôn. Bán liền luôn hả? Dạ, đi ra mình lấy tiền, có tiền á, cái mình ra mình lấy, mình lấy liền tiền mình liền, ta đưa số đẹp. Dạ. Thì em cũng chia sẻ cho chị xíu tin vui nha. Dạ. Là hôm nay em xuống đây á, là có sư cô á, bên. Dạ. Hội từ thiện Ni Viện Thiện Quả Úc Châu là. Dạ. Cho chị là 1,5 triệu. Trong đó là cho chị 500 ngàn chị sắm quần áo mới nha. Dạ. Còn 1 triệu á, thì chị giữ lại là để mà làm vốn bán vé số. Chị Hảo ở bên Mỹ gửi cho chị 500 ngàn. Dạ. Anh Phùng Văn Thàm gửi cho chị là 500 ngàn. Dạ. Anh cũng sống ở Mỹ. Dạ. Cô Hằng ở Mỹ gửi cho chị 500 ngàn nữa là 3 triệu đồng để giúp cho chị có vốn là bán vé số nha chị. Dạ. Dạ em xin gửi 3 triệu đồng. Dạ. Giờ nhận vậy thì chị cũng cố gắng hết sức để chị qua trải khi kiếm ăn, nhưng mà nếu mà có được vốn vậy là chị khỏe dữ lắm. Yeah. Cho gửi lời tới tất cả các Mạnh Thường Quân, cho những lời cảm ơn, chúc tất cả Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe, đi đường thì được thuận lợi bình an. Dạ, rồi gia đình thì hạnh phúc. Yeah. Chúc tất cả vậy.
Dạ. Chúc luôn em. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Nay vui dữ không? Mừng dữ lắm. Vậy dạ. Vậy là mừng dữ lắm á. Dạ. Dạ. Không biết bao giờ mà có nhiều lúc mình nghĩ là không nghĩ ra là mình cầm được một lá vậy để mình vốn là mình tiêu xài nữa. Dạ. Dạ. Chị đếm lại tiền đi chị. Dạ, đếm lại cho vui thôi. Dạ không sao đâu. À, đếm lại cho vui. Lâu có tiền đếm cho vui. Đếm à? Đếm đi. Dạ. Dạ. Điểm có đủ 3 triệu không? Dạ. Vậy là đúng không? Dạ. Cái mà kiểu xếp tiền giống kiểu dưới quê luôn á. Dạ. Vậy là nó bảo đảm kẹp gì. Dạ. Được hả chị ha? Dạ, dạ. Thôi mà chị xếp nó thẳng hàng lại đi, để thì mình phải móc ra nó bị gớt á. Cầm để thẳng như này, cái mình có gì mình túm lại chung hết luôn. Dạ, dạ. Không bị lộn. Dạ, dạ. Chị cũng nhớ giữ tiền lại bán vé số nghe chị. Dạ, dạ. Rồi cái việc bán rau chị chắc em thấy cũng không có ổn lắm đâu. Dạ, thì dạ. Rau mình đẩy lộ ít người mua lắm. Chắc chiều nay mà hành nghề liền á. Chiều nay bán số luôn hả? Dạ, chiều nay cỡ 3-4 giờ chạy lại đặng lấy số cái. Ngày đầu tiên lấy 50 tờ thôi chiều á. Dạ. Thôi mà chiều chị phải lấy số của ngày mai nha, chứ đừng lấy số chiều nay nha. Dạ đúng rồi. Chị bán không kịp. Dạ. Rồi chị hỏi người ta là lấy số lỡ mà bán không hết á, mấy giờ quay lại đó trả lại được. Trời, dạ đúng rồi. À, lúc đó mình bán đầu tiên á, người ta không có cho trả lại luôn. Cái nhiêu bán hết nhiêu luôn. Dạ. Dạ rồi. Mình có lấy có 50 tờ rồi mình bán, sợ bán không hết cái không lợi người ta đó. Cái bắt đầu ôm không? Ôm rồi bắt vốn á. Lấy có 50 vé mình bán thôi. Sống rồi lấy mà dạ. Không mà có số đẹp đẹp mà bán hết cái chạy về lấy thêm nữa. Cũng như ngày được 100 vé là bảo đảm nhất. Dạ. À, kiếm cũng dễ nhưng mà bữa này bữa khác. Dạ. Dạ. Chị cất tiền vô kỹ nha. Dạ. Cất tiền vô chỗ bí mật đi, để em thấy. Có. Tối ngủ cẩn thận tiền nha chị. Dạ. Mình ốm. Dạ. Rồi bây giờ trong lòng thấy sao rồi chị? Từ bữa gặp em giờ trong lòng thấy sao? Giờ thấy ở trong bụng ảnh no, không ăn mà cũng no nữa. Rồi. Mình không ăn, không đói nữa. Không nghe vững bụng á. Dạ. Không nghe đói. Mấy bữa nay cũng không ăn tàu. Không ăn cháo thì xong chứ không có ăn gì hết trơn. Chị có nhiều lúc mà chị khó khăn nhất là lúc đó trong người chị như sao chị kể em nghe với thời gian xưa. Xưa hả? Thì mình cũng có một mình vậy nè, khó khăn nhất là đi bẻ rau dại về này mình ăn mà trúng rau nó mát quá đó, cái nó hàng rồi đi tiêu chảy đó, cô bằng hả nằm bẹp dại xuống đất luôn, nằm bẹp dưới đất vậy nè, yeah. Mình thở, nói chung là thở không nổi luôn á, mình lấy từng hơi thở một nó nằm đất, tưởng như lúc đó mê man rồi, đầu óc nó lăn lăn quay vòng vòng hết rồi, con cái đầu nằm cái hai lỗ tai nó kêu e như là ve kêu vậy đó. Dạ. Cái nằm cái tự nhiên cái nó khỏe là không có tiền, không có tiền mua thuốc mà không có thức ăn luôn hả, cái mình đi bẻ rau mình ăn rau không vậy, cái ăn thời gian nó dài không? Có bữa bị rồi cái qua bữa sau đi bắt cá bắt ốc mình. Dạ. Dạ. Đi bắt được 2-3 con cũng có nhưng mà ăn vậy. Mà rau mình không có rau ăn bình thường, ăn không có sổ thì không có. Bữa hôm đó thấy cái mút gai á, cái bà dì bà bẻ cái đọt non á, bà làm dưa bà bán, mình nghĩ bà nói cái này luộc ăn ngon dữ lắm, thì mình bà không có nói ít hay nhiều, bà chỉ nói vậy thôi. Yeah. Cái mình mới bắt trước, bà không bẻ cái ló mấy đọt non á, mình bẻ đâu có nấm gì nè, rồi rau muống trong này đâu kia, về luộc ăn không vậy, cũng có muối cũng mắm gì luôn, thế nên mình khổ, mình lúc đó là khổ dữ lắm luôn á, rồi ăn xong cái tới chiều. Ăn tới chiều cái sập sập tối rồi, trời ơi, nó đi tiêu chảy, đi sạch hết ruột luôn, mà không có phân nước lỏng á, rồi nằm bẹp ở dưới đất luôn, mê man nó y như là, coi như là không còn biết gì luôn, không còn cựa nổi luôn. Ừ. Nghe mà hai lỗ tai nó kêu, y như là nghe kêu vậy, ù hết cả người luôn, người lúc đó lăn vậy. Lúc đó mình có niệm Phật gì không chị? Rồi lúc đó đuối gì đó, không có niệm nổi luôn, cũng không nhớ tao ai kêu được. Không lên tiếng kêu ai được luôn, nằm xuống cái bẹp liền luôn tại chỗ vậy đó, rồi nằm hoài đâu khoảng 5-10 phút vậy, cái tự nhiên nghe nó khỏe khỏe rồi
người gượng dậy, bật dậy ngồi, đẩy cái tay đẩy thiệt là mạnh, ngồi dựa vô vách tí xíu cái tỉnh. Dạ. Bê bết luôn. Mấy số chị mời sao? Dạ. Bây giờ chị mời em thử cái nha, rồi ở đâu mà thử nha. Dạ. Tập giật thử nha. Dạ, dạ. Rồi. Dạ, biết sao nhiều người mà mình biết sao mình thấy người nào mà dễ thương cái lần chạy lòng mời liền hả? À? Dạ, rồi sao giờ mời thử nha. Em ơi, con trai ơi, làm ơn giúp chị 2-3 tờ giấy số đi. Còn nhiêu đây nữa hết à? Dạ. Em không có tiền. Dạ. Rồi xong đi hả? Dạ không. Dạ. Đứng im năn nỉ. Năn nỉ nữa hả? Dạ. Mình đứng im mà đừng có đi, mình đi người ta không. Ta nói vậy nhiều khi người ta vui vui người ta bợ tắm. Mà mấy người mà vui vui bợ tắm hay vô dữ lắm. Hay vô. Dạ bán được không? Được. Dạ. Có lần á người ta quen á, số này đẹp nè. Số này nghe lúc gì chiều nay trúng đặc biệt luôn cũng được nữa. Mua giùm chị 1 tờ 2 tờ nhỉ, biết đâu chiều nay đổi đời nữa. Về mua đi, về chị giá cho em trúng. Chị cũng ăn có cơm mà chị có cháo cũng được. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ. Số này bữa hổm giờ em em mua cũng lâu lắm, mấy tháng trời được như này. Bây giờ em với chị ăn một trái chôm mời cô chú anh chị nha. Dạ. Giờ lại ăn rồi. Ngọt thiệt. Ngọt không? Dạ. Chanh nữa cô chú anh chị. Ừ. Ngon quá. Ở đây vậy vui vậy. Dạ. Đây đồng đóng nhưng mà có mẹ ăn. Ăn ngoài đồng này đó là mình có thể là ngắm được gió nè, hiu hiu. Dạ. Cây cảnh rồi, đồng ruộng. Rồi rơm của cô chú anh chị. Người ta đang đốt rơm á, khói bay giống như mờ mờ ảo ảo. Dạ. Nhìn cảnh đồng thì rộng rãi vậy tầm mắt mình nó thoải mái vậy lắm á. Dạ. Nhưng mà ủa mà nhưng mà chị không dám qua bên đó luôn. Chị là người dân miền Tây vậy có biết hát cải lương không? Cải lương hả? Dạ. Mình nghe người ta hát mình thuộc mà. Hát thử đi. Thí dụ như là hát là cái bài chôm chôm này cũng có nữa nha. Rồi em gắn mic cho chị hát thử nha. Mà cái bài chôm chôm cũng có nhưng mà bài này thì khúc nhớ khúc không. Vậy hát bài nào cũng được. Nhé. Yeah. Thử đi. Hát cải lương á hả? Dạ, hát cải lương ca cổ ca nhạc cũng được hết. Thôi mình ca đi. Cái hát cải lương không có thuộc bài nào hết. Dạ. Mình hát lộn khúc đầu á, khúc đích. Dạ. Lộn đầu đuôi gì lộn từng hèo hết. Dạ, vậy bây giờ chị hát bài nào hát được, hát bài em nghe thử. Tặng dạ. Em, tặng em với cô chú anh chị. Vậy hả? Dạ. Tặng hả? Hát cũng dở lắm nhưng mà cũng hay hát, hát nếu đỡ buồn. Dạ hát thử đi. Dạ. Hát vui gì? Hát hoài. Okay. Đừng có cười ha. Dạ rồi. Đừng cười mất cỡ mất kêu không hát nữa. Dạ dạ ok không cười. Ừ. Dạ thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị lắng nghe cô thôn nữ ở trong căn chòi bỏ hoang ở miền Tây. Dạ. Hát nhạc không? Dạ, dạ. Rồi. Đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt, giờ trắng tay gọi tên bạn hữu, giờ giàu sáng quên kẻ thâm giao, còn thương tiếc cho nhau. Bạn xa ta, tình cũng xa ta, nên trong đêm thôi thôi một mình soi mong đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên đôi mắt. Đoạn đường xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn còn. Hay quá. Đó, đó mình chế. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên trắng đêm thôi thôi một mình. Trời ơi, ngại quá. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Hay quá, này giống ca sĩ thiệt quá, giống ca sĩ ruột quá. Còn mình hát theo. À, chị hát cái lên mực bài gì để mở ra cho chị hát bài đó. Xin phép rồi hát một bài hát mùa chôm chôm. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm, biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống, Vĩnh Long thăm bạn hiền. Định mệnh xuôi khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ,
chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên, cô em cười tươi thắm, mời anh mua chôm chôm. Tiếng cười thay tiếng nói, lời vui thay tiếng chào, liền trong theo tà áo. Để rồi nghe vấn vương, khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau, sớm chiều lời hẹn hò, kết chặt tình ban sơ. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến, gửi trao nhau mối duyên đầu. Hay quá chị ơi, mời chị trái chôm chôm. Dạ. Chị mời em trái luôn. Em trái luôn. Dạ. Rồi, ok dạ. Chị. Thấy căn nhà có mái chôm chôm nhìn đẹp không chị? Em mới hái một trái bình bát luôn chứ chị. Đây còn trái nữa nè. Ồ, chín rồi. Trái này ngon lắm luôn á. Trái này ngon lắm á chị. Trái này dầm với đường ăn ngon á. À, đúng rồi. Cho chị. Cảm ơn em. Trái này với rau mình dầm đường nào ăn cũng được hết. Dạ. Yeah. Nhỏ cũng ăn trái này từ cơm nè. Dạ. Yeah. Nhỏ em cũng ăn trái này hoài luôn á. Mình đi vòng 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 cái mình ăn no vô ngủ giấc vậy. Ăn nữa hả? Dạ, ăn nữa. Tí nữa ra bẻ. Hỏi với bẻ này kia, vòng có trái gì ăn được là mình ăn. Thì chị cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ thì em nghĩ cũng xin phép là khép lại video tại đây. Em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Và chị cũng coi bán vé số rồi cũng kỹ lưỡng xíu chị nha. Rồi bữa nào bán vé số thì em đi theo quay bữa được không? Được. Trời em đi không nổi. Nổi đi chứ. Đi theo chị không nổi á. Nổi chứ. Dạ. Đi theo vòng 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 đi sớm. Cứ đi vô lưỡi ra lưỡi vô ra lưỡi vô á. Dạ. Chứ mình không phải đi xuống dạ. Đường bán hết. Rồi chị chào cô chú anh chị cho em về với. Dạ xin chào. Dạ. Xin cảm ơn á. Dạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh YouTube của Nghĩa Động TV. Em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và được nhiều thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc chị sức khỏe nha. Rồi chúc chị bán được nhiều vé số, được nhiều bà con ủng hộ cũng như là được nhiều bà con cho mình đồ ăn thức uống nha. Dạ, cố gắng lên chị. Dạ. Hy vọng là mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với chị. Buồn hả? Dạ không có gì hết. Đừng nói khóc nha, không dạ. Khóc nha. Dạ, rồi, khóc. Mạnh mẽ lên nha. Dạ. Dạ. Em phép em về ạ. À.